phần thống kê cốt thép. Hiện nay tôi có một công trình, ví dụ có một số công tác về sản xuất lắp dựng cốt thép ở đây. Tôi có một số công việc và bây giờ tôi giả cách để nhập để G8 hiểu và thống kê thép chúng ta như sau. Giả sử công tác số 1 tôi chèn dòng vào, tôi nhấn insert hoặc là chọn chèn dòng như thế này. Đấy, chèn dòng. Cách nhập thép như sau, chúng ta nhập ví dụ như cái thép này nhỏ hơn 18, giả sử là D phi 16 chẳng hạn. Chúng ta gõ ví dụ như 1 cộng 2 nhân mở ngoặc 3 cộng 4 chẳng hạn như thế này. D 14 chẳng hạn. Chúng ta nhập tiếp 2 nhân với cả 5 cộng 7 như thế này. Thì tổng cộng nó sẽ ra được mỗi loại và là 15 và 17 cộng lại 32 tấn. Tương tự như vậy, thép lớn hơn 18 tấn tôi chọn là 6 tấn, thép có đường kính lớn hơn 18 mm ở đây. Đấy. Tiếp theo, ở đây tôi có thể là chọn một cái loại thép lớn 18 ở đây, tôi chèn diễn giải đây, tôi insert. Tôi insert đây. Ví dụ D 22. Đấy, 5 nhân 5 cộng 7 chẳng hạn. Đấy, D 25. Như 4 cộng 3 cộng 6 ở đây. Đấy. Một cái công tác khác tôi lại cũng tính toán như vậy. Đấy, tôi cũng ghi là D 22. Đấy. 5 cộng 7. Tôi sửa chỗ này đi, nó khác đi một chút, chỗ bên dưới đã có 5 cộng 7 rồi, 5 cộng với 4 chẳng hạn. Đấy. Như vậy chúng ta có thể kiểm tra ở bên này là 9 tấn thép D 22 và 12 tấn là 21 tấn. Như vậy, bây giờ chúng ta muốn G8 thể hiện thống kê thép, chúng ta chuyển sang bên sheet phía dưới cùng là thống kê thép ở đây. Thì hiện nay G8 đã liệt kê chúng ta tất cả các chủng loại thép từ đường kính bé nhất đến đường kính lớn nhất mà công trình thực tế đang sử dụng. Ví dụ như hiện nay chúng ta nhìn là từ 14, 16, 22 và 25. Đấy. Trong đó cái phi 22 chúng ta vừa kiểm tra chỗ này là 21 tấn. Thì ở bên đây chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Thì phi 22, đây ví dụ đây phi 22 là 9 tấn. Và đây phi 22 là 12, 9 với cả 12 cũng chính là 21 tấn ở đây. Chính 21 tấn ở đây. Đấy. Như vậy G8 liệt kê từng loại thép và với cái khối lượng là bao nhiêu ở đây, cũng như chiều dài một thanh ở đây với cái giả thiết rằng là cái khối lượng riêng của thép là 7.850 kg. Chiều mét khối thì G8 tự tính ra được là với cái khối lượng thép là bằng này tấn 17 tấn thì sẽ chiều dài thanh thép sẽ là tổng số chiều dài thép loại phi 14 này sẽ là 14.068 mét. Đấy. Và với cái giả thiết rằng là mỗi thanh của nó là 11.7 m chẳng hạn thì đây ví dụ như phi 22 thì nó tính ra được chúng ta là với công thức là bằng D17 mà chia cho 11.7. Đấy, tức là bằng cái ô này mà chia 11.7. Làm tròn một chữ số 6 à không, làm tròn không số 6 phẩy thì chúng ta sẽ ra được cái chỗ này là 601 thanh thép phi 22. Như vậy, với dự toán G8 thì chúng ta chỉ việc đơn giản là để khai báo thép từng chủng loại một cho các công tác thì chúng ta chỉ gõ D sau đó thì gõ đường kính và dấu hai chấm. Sau đó thì thể hiện các biểu thức toán học cộng trừ nhân chia, biểu thức đại số như bình thường để thể hiện là cái thép 16 này là hay là 14 này với cái khối lượng là bao nhiêu tấn hoặc là bao nhiêu kg tùy theo cái đơn vị của công tác ở đây. Ở trong sheet thép thì chúng ta có thể là hiện nay nó đang để đơn vị chuẩn là đơn vị tấn, chúng ta chuyển sang kg. Đây thì khối lượng ở đây nó sẽ chuyển đổi vị chúng ta là kg. Đấy. Nó tăng khối lượng của chúng ta. Nếu chúng ta đổi tấn thì sẽ giảm đi. Đấy. Cái phần hướng dẫn cách nhập để G8 thống kê thép tôi xin kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn.